Bánh chào quý anh chị nha. Hôm nay em sẽ gửi đến anh chị mình một mẫu nhà siêu rẻ luôn. Thì trong thời gian qua anh chị nào đang tìm một cái căn nhà mà rộng rãi to đùng, có sân trước, thoáng mát, đường thông hai hướng á, và với cái mức giá chỉ hơn tỷ xíu thôi mà pháp lý sổ hồng riêng nữa, thì anh chị mình hãy cùng em tham quan với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Với diện tích ngôi nhà của mình là ngang 5m, chạy sâu vào tận 18m nha anh chị, xây dựng là riêng lẻ nha, mẫu nhà cấp 4 luôn, pháp lý sổ hồng riêng, mình có thể đi công chứng sang tên trong ngày và được bán với mức giá chỉ có đúng 1 tỷ 150, còn bớt thêm một ít lập cho chị mình nữa nha. Căn này là của bà chị đang kẹt tiền nên kêu một cái mức giá bán nhanh nha anh chị, đó chỉ bớt lập thôi, không có thương lượng nha. Đây là cái con đường dẫn vào nhà của mình nè quý anh chị, đường thông hai hướng nha, đường đá xanh, đường này thì xe ba gác ra vô thoải mái rồi đó, chỉ cách với đường ô tô đi thẳng vào đó, cách đường ô tô khoảng 100-200m thì thôi nha quý anh chị, là ra tới đường cộng đồng Lập Hậu rồi. Và anh chị mình di chuyển ra đường 835, đường chính á, ngay đầu đường là có một cái trường học Nguyễn Đình Triểu, mình di chuyển vào nhà của mình tầm 400-500m thôi. Căn này thì anh chị mình di chuyển về các quận huyện như quận 6, quận 7, quận 8 mình đang Tân Bình thì mình đi đâu đó trên dưới 30 phút nha. Thì trước khi vào trong căn nhà, bên đơn vị em sẽ làm cho anh chị mình một lớp cửa kéo đó, lớp cửa sắt kéo rất là nặng tay luôn, có một cái khoảng sân trước cho anh chị mình nè, rộng rãi to đùng luôn nha. Và làm sẵn cho chị mình một cái thanh sắt để mình chạy xe lên trong nhà mình luôn, rất là tiện nha. Và lớp cửa thứ hai sẽ cho chị mình đó là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Hướng nhà của mình là hướng tây bắc nha anh chị. Căn này thì bên đơn vị chủ nhà sẽ tặng lại full nội thất hết cho cô chú anh chị mình luôn, gồm có bộ salon cao cấp như không gian phòng khách và một bộ bàn ăn nữa nha anh chị, đó rộng rãi nè. Một cái không gian phòng khách rộng vì diện tích ngôi nhà của mình ngang tới 5 lần nha anh chị. Hệ thống chăn thạch cao, ở trên thì có một cái bóng đèn pha lê cho anh chị mình, dán cho anh chị mình một bức tranh núi non sông nước hữu tình rất là đẹp luôn. Tường gạch thì cũng ốp lát lên cao rất là sạch sẽ nha anh chị. Hệ thống trần thạch cao là trần xuyên suốt hết nhà luôn. Anh chị nào mà đang tìm một cái căn nhà pháp lý sổ hồng riêng mà hơn tỷ xíu thì đừng nên bỏ qua cái mẫu nhà ngày hôm nay nha. Lối đi tới đi lui cũng rất là rộng nha. Và đây sẽ là cái phòng đầu tiên, phòng ngủ đầu tiên cũng rất là rộng nè, có hệ thống cửa sổ để anh chị mình lấy gió, dán cho anh chị mình một cái bức tranh 3D nữa, rất là đẹp luôn nha anh chị. Một mẫu nhà ngang 5, dài tặng tới 18m, xây dựng nghiêng lẻ nha, thì thiết kế theo kiểu cấp 4 thôi, 2 phòng ngủ và một không gian nhà vệ sinh nha anh chị. Đó, phòng nào cũng rộng, sạch sẽ, đẹp hết luôn, trần thì cao ráo vậy ở các phòng hát. Căn này anh chị mình muốn đi chợ nè, trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh đâu á, thì mình đi trong vòng khoảng 500m đến một cây số đổ lại thôi nha anh chị. Và đây là cái không gian nấu nướng nè anh chị, rộng rãi to đùng luôn. Không gian nấu nướng thì bên đây sẽ tặng lại cho anh chị mình một bộ bàn ăn, có hệ thống cửa sổ nè, và một cái bức tranh đồng quê rất là đẹp luôn, nó nguyên một cánh lúa chín vàng hết luôn, rất là đẹp nha anh chị. Đó. Và kế tiếp đây sẽ là cho chị mình là hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ dưới mặt đá hoa cương, bầu bị nắp 304, có hệ thống cửa sổ khi chị mình nấu nướng mở ra rất là thông thoáng luôn. Và đây sẽ là không gian nhà vệ sinh. Không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ công năng hết, đầy đủ công năng để anh chị mình sinh hoạt hết rồi. Tường gạch thì ở các tầng lên cao nè. Đó, một cái căn nhà ngang 5m, dài tặng 18m là nha chị, pháp lý sổ hồng riêng nha. Sổ hồng riêng thì chắc chắn sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho mình vay rồi. Anh chị mình có tài chính đâu đó tầm khoảng là 600 đến 800 triệu thôi là anh chị mình có thể sở hữu ngay cái mẫu nhà ngày hôm nay rồi. Một cái căn nhà diện tích rộng rãi to đùng luôn mà bán với mức giá tổng nha, không phát sinh nha, bên đơn vị em sẽ bao hết toàn bộ cho cô chú anh chị mình luôn, chỉ đúng 1 tỷ 150 triệu, vẫn còn đất lập cho cô chú anh chị mình. Căn này là chị chủ đang kẹt tiền nên mới bán cái mức giá rất là rẻ nha, với cái mức giá đó thì chỉ bất lập thôi, không có thương lượng nha anh chị. Và anh chị mình đã xem đến đây rồi, có muốn đi xem nhà thì cứ nhấc máy lên liên hệ trực tiếp cho em qua số em có ghi trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Và giờ thì em cũng xin kết thúc video tại đây.